Tại sao người ta lại đặt tên là Tiki vậy má? Tại vì Tiki có ý nghĩa là tìm kiếm và tiết kiệm á. À, vậy còn Circle K? Circle K là vòng tròn K, dịch sát nghĩa là OK. À, vậy còn kem đánh răng BS thì sao? BS là Protect Smile, bảo vệ nụ cười tỏa sáng đó. U là trời. À, nếu vậy VinFast của Phạm Nhật Vượng có ý nghĩa là gì vậy má? Hey, VinFast Việt Nam phong cách an toàn sáng tạo tiên phong, được chưa? Vậy má, cáo có phải là con vật mưu mô xảo quyệt chuyên đi lừa gạt dụ dỗ kẻ khác không? Ờ, đúng rồi đó con. À, hèn chi người ta không dùng là quảng trâu, quảng heo, quảng bò, quảng nai, mà lại dùng là quảng cáo. Anh Thông, em muốn đi du lịch quá à. Đâu? Ừ, em muốn đi vòng quanh thế giới á. Thôi thôi, giờ đang bận rộn lắm thứ mày đi đâu. Thôi cho em đi mà. Ê, mày quá, mày muốn đi đâu mày đi đi. Làm gì vậy bắp? Em đang đi vòng quanh thế giới của em nè. Anh hai, cái đèn này bị hư rồi nè, anh sửa giùm em ơi. Anh đâu biết sửa đâu, đâu phải chuyên môn của anh. Anh đâu phải lên thời điện đâu mà. Thôi, đi làm nha, bye. Anh hai, cái toilet hết giỏi nước rồi kìa, anh coi vô sửa giùm em rồi. Vậy, anh có phải xà sửa không nước đâu mà sửa. Anh hai, cái chân bàn bị hư rồi nè, anh sửa giùm em đi. Đóng bàn hả? Anh đâu biết đóng bàn đâu, anh đâu phải là thợ mộc. Ủa, ai sửa bàn rồi vậy? À, em nhờ anh hàng xóm sửa rồi. Vậy hả? À? Rồi, ông lấy em bao nhiêu? Anh nói một là giá giọng cao bị rách, hai là cho ổng tặng nháy tổng sổ em á. Vậy em giá áo giọng xong chưa? Ừ? Anh điên hả? Em đâu phải thợ may. Chị với anh Thông giống nhau quá vậy, có phải anh em ruột không ạ? À? Thiệt ra thì tụi mình giống nhau thiệt. Mấy bạn biết đó gọi là gì không? Nó gọi là tướng phu thuê á. Anh mày còn đòi tướng phu thuê thôi, đắt đó, đắt không gì hết em. Trên một chuyến bay nọ có ba thằng Việt Nam, Mỹ và Nhật đang ngồi, thì tự nhiên thằng phi công hét lên: chết rồi, máy bay đã bị quá tải, đề nghị mọi người dứt hết những thứ không quan trọng ra ngoài. Thằng Mỹ nghe xong liền đạp cái vali ra khỏi máy bay. Ủa, ông quăng gì xuống vậy? À, vali tiền đô á mà, nước tao thiếu gì thiếu chứ, tiền đô không thiếu. Nhật nghe xong liền đạp luôn cái túi trên tay xuống. Ủa, còn ông đạp gì xuống vậy? À, bịch kim cương á mà, ở Nhật tao thiếu gì thiếu chứ, kim cương không thiếu. Việt Nam thấy thế liền đạp luôn hai thằng Mỹ và Nhật ra khỏi máy bay. Phi công hỏi: ủa, anh ném gì vậy? Người á mà, ở Việt Nam tụi tao thiếu gì chứ, dâm ba mấy thằng bóc phét phát lá chị, Việt Nam tụi tao không có thiếu. Có hai vợ chồng nọ đẻ được 5 đứa con. 4 đứa đầu thì trắng trẻo xinh đẹp, chỉ có mỗi đứa út là đen thui thùi lùi. Người chồng nghi ngờ lắm nhưng không dám nói ra. Cho tới một ngày anh chịu đựng không nổi nữa mới ném hết đồ đạc và hét lên: thằng út! Thằng út làm sao? Hey, tại sao nhà mình có 5 đứa, đứa nào cũng trắng hết, chỉ có mỗi thằng út là nó đen? Nó có phải là con của anh không vợ? Người vợ mới khóc và nói: đến giờ phút này tôi không giấu gì ông nữa, thiệt ra thằng út mới thực sự là con của ông. Ghệ đẹp nhất cả khu, ghệ đẹp gót đơ chu, ghệ đẹp mắt ít mu, ghệ đẹp gót ơ khu. Một hôm nọ, anh chồng đang đi công tác xa nên gọi điện về hỏi thăm vợ. Nhưng mà con gái anh lại bắt máy. Alo. Hello con yêu. Ba nè, mẹ con đâu rồi? Dạ, mẹ đang trên phòng với chú Thông hỏi ba. Hả? Nhưng mà con có họ hàng nào tên Thông đâu. Hả? Có mà, chú đang ngủ với mẹ kìa. Hey, ok con yêu của ba. Bây giờ con chạy lên phòng khóa cửa lại. Dạ, hét lên: mẹ ơi, ba đi công tác về rồi nhé. À, dạ ok. Sau khi làm theo lời của ba, con bé quay lại và nói: ba ơi, con làm xong hết rồi đó ba. Ok, mọi chuyện sao rồi con? Dạ, mẹ sợ quá mất kiểm soát nên nhảy khỏi giường nên trượt chân ngã. Dạ, bây giờ mẹ nằm bất động luôn rồi. Trời, vậy còn chú Thông con sao? Dạ, chú Thông cũng hết hồn leo ra cửa sổ nhảy xuống hồ bơi trước nhà. Nhưng mà chú quên mất là hồi tuần trước ba rút hết nước để dọn dẹp nó rồi. Nên bây giờ chú cũng nằm bất động luôn. Ờ, bể bơi. Nhà mình làm gì có bể bơi đâu. Con xem lại coi. Bể bơi trước nhà đó ba. Lộn số rồi. Thằng Bắp đang khóc hu hu thì thằng Nhã tới hỏi: ủa sao mày khóc vậy? Tao cưới vợ, mà vợ tao có đứa con gái lớn với thằng chồng cũ. Ai ngờ đâu ba ruột tao yêu con gái của vợ tao, nên đụng cái ba tao xuống làm con rể của tao, còn con gái của vợ tao lên làm mẹ của tao. Rồi ba tao với vợ ổng là con gái vợ tao đó, đẻ một đứa con trai. Đó chính là em trai, đồng thời cũng là cháu ngoại của tao luôn mày ơi. Vậy sao cho cùng vợ tao cũng là bà ngoại của tao, vì bả chính là mẹ của mẹ tao. Còn tao là chồng bả, cũng là cháu ngoại của bả luôn. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vậy suy ra tao chính là ông ngoại của tao. Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba. Anh hai, sao mắt anh to quá vậy? Mắt anh to tại vì hồi nhỏ anh khóc nhiều. À, vậy sao hồi nhỏ anh không đi vệ sinh nhiều đi?
và Bắp là hai anh em khác cha, khác luôn mẹ. Tuy vậy nhưng mà hai anh em rất là yêu thương nhau. Một hôm Bắp chạy về khoe: anh Thông ơi, em kiếm được 500 ngàn rồi nè. Trời, hôm nay bận bẫy luôn ta. Ủa sao sáng kêu hết tiền mà giờ kiếm tiền giỏi vậy? Có mấy ông nào kêu em trèo lên cây, hái chuối xuống cho mấy ổng, là mấy ổng cho 500 ngàn luôn rồi. Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Tụi nó chỉ muốn mày trèo lên cây á, là để nhìn lén quần chip của mày thôi em gái à. Em biết chú thế nào mấy ông cũng làm như vậy, nên em đã nhanh trí tháo quần chip ra, xong rồi mới leo lên cái cây đó đó. Tao phải tự ý đi vào lòng đường hôn chú của Bắp để kiếm được 500 ngàn. Thì anh trai Thông bất lực đành ngồi giải ru bích một mình để không bị sang chấn tâm lý. Đang giải thì Bắp chạy lại: anh Thông ơi, nãy em bị trai nó dụ lấy mất 500 ngàn của em hôm qua rồi. Gì? Vậy hả? Vừa cái nơi tao lắm. Em không chịu đâu, hôm nay lễ rồi, em muốn có tiền đi chơi. Ok, bây giờ mình trả lời đúng câu hỏi của anh đi, thì anh sẽ cho mày tiền. Ok, anh hỏi đi. Nếu bây giờ anh viết số 1 lên kẻ đùi trái và đùi phải của mày, thì mày sẽ đọc số đó là bao nhiêu? Dĩ nhiên là 11 rồi. Sao rồi nhóc, mày đọc là 101 chứ. Thôi, mày thua rồi, đi chỗ khác chơi đi, không có tiền bày gì nữa hết trơn á. Thì em hỏi anh, nếu anh trả lời sai, anh sẽ phải trả lại 1 triệu nha. Ok. Nếu số 1 đó được viết lên cả hai đùi của anh thì anh sẽ đọc là số mấy? Dĩ nhiên là 111 rồi. Sai rồi, đưa 1 triệu đây. Ủa, sai chỗ nào? Anh đâu phải là 111, anh là 1.1 mà. Anh là 1.1 mà. Có thể bạn chưa biết, Thông và Bắp tuy là anh em ruột thịt nhưng mà có rất ưa nhau đâu. Một hôm sau khi cãi lộn với nhau xong, anh Thông nói: kiếp trước tao ăn ở nghiệp lắm á, kiếp này tao mới làm anh hai của mày á. Mày nhắc em mới nhớ nha. Hồi kiếp trước lúc mà em tắt thở á, em bị đi xuống địa ngục, xong Diêm Vương bắt em chọn một trong 18 tuần để chịu phạt nè. Rồi mày chọn tháng mấy? Em được dắt đi tham quan hết 17 tuần luôn. Tuần nào cũng máu me thấy ghê lắm. Wow. Xong đến tuần 18 em thấy một đám người bị phạt đứng trong một cái hầm đựng phân ngang tới đây nè. Má ơi, em mừng quá trời, em xin chọn tuần 18, chạy vô đó đứng liền luôn. Vừa bước vô thằng phụ trách nó mới nói. Nó nói gì? Nó mới nói hết giờ giải lao rồi, tất cả cắm đầu xuống. To to tay đây là ba nghèo ơi, to to tay đi có anh nào muốn chơi. Năm học mới đã đến, trong một lớp học mới của thầy Bell, thầy nói: thầy chào cả lớp, hôm nay là buổi học đầu tiên nên là mình sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu về tên và sở thích của mình cho các bạn trong lớp cùng biết nha. Bây giờ thì thầy mời các bạn nam sẽ giới thiệu trước. Thầy mời em tên Thông, sở thích của em là ngắm trăng hả thầy? Thưa thầy, em tên Linh và sở thích của em là ngắm trăng á. Thưa thầy, còn em là Vinh Trần và em rất thích ngắm trăng luôn. Rồi, ok, tất cả các bạn nam đều có sở thích giống nhau. Và bây giờ đến lượt các bạn nữ nha. Thầy mời em. Em hả thầy? Dạ thưa thầy, em tên Trăng ạ. Ba tôi mới mua cho cả nhà một con robot mới. Nó sẽ tát vô mặt bạn mỗi khi bạn nói dối. Hôm nay tôi đi học về, ba tôi hỏi: ủa Bách, sao hôm nay con về trễ vậy? Dạ, tại con họp nhóm với mấy bạn trên trường nên con về trễ á ba. Xong robot tát tôi. Dạ, nói chứ tại con bị bể bánh xe á ba. Tôi bị tát tiếp. Thôi được rồi, con đi chơi với trai được chưa? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mới mình biết tuổi mà đặt yêu chứ đúng. Hồi bằng tuổi mẹ thằng cha mày tàn lo học không nè. Đâu biết hẹn hò là gì. Ba tôi bị tát luôn. Thấy là mẹ cười vô trong mặt ba. Thôi đi mời, con khó khăn với nó mà. Bỏ qua cho nó đi. Dù gì nó cũng là con của ông mà. Rồi tới lượt mẹ cũng bị hắn tát. Anh chị đã từng có đám bạn chí cốt nào chưa? Đây đây, nhã sang cho bộ tứ chị em giàu sang phú quý. Sau khi ra trường mười mấy năm thì bộ tứ mới gặp lại nhau nhân dịp họp lớp. Khi nhã sang đi vệ sinh thì ba bà còn lại bắt đầu kể về sự thành công con trai của mấy bà. Con tao giờ làm lớn lắm mày ơi, nó đang sở hữu công ty phân phối xe hơi lớn nhất Việt Nam nè. Mà hôm bữa còn thấy nó tặng con VinFast phiên bản giới hạn cho bạn của nó nữa. Ôi bình thường mà, con tao làm phi công nên quen biết nhiều lắm, kinh doanh máy bay kiếm chơi chơi vậy mà hôm qua mới tặng cho bạn nó. Con phi công riêng thôi. Ơi tao thấy có gì lớn lao đâu, con trai tao là kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam, tao còn chưa khoe nữa nè. Hôm bữa hôm tự nhiên nổi hứng lên cái xây nguyên tà lâu đài cho bạn nó ở chơi vậy. Cái thằng con tôi thì tôi đi vệ sinh xong rồi nè. Nè tụi bay đang nói gì vậy? Đang nói về sự thành công với đứa con của tụi tao á. Con tao gầy, nó chỉ nhà làm tiktoker thôi nó không có làm gì lớn lao hết trơn á. Thôi chắc mày thất vọng về con trai của mày lắm hả? Không, ra tao nể nó lắm, dám sống với dân thật của mình. Vậy mà có ba thằng nào mê nó lắm, theo đuổi nó hoài à. Mới tặng chiếc VinFast nè, chiếc Figo riêng, còn nguyên tà lâu đài nữa. Ok, bây giờ có ba điều ước rồi đó. Nhóc ước gì? Điều ước đầu tiên, em ước số điều ước của em là vô hạn. Xin lỗi nhóc nha, điều ước đó phạm luật rồi. À, biết rồi, em ước gì em có một cây dù. Ok, điều ước đó đã thành hiện thực. Em còn hai điều nữa. Em ước cây dù đó dính vào lỗ hổng của anh. Ok, điều ước thành hiện thực. Em còn một điều ước cuối. Bây giờ anh thấy đưa em những điều ước vô hạn. Còn không, em sẽ ước cây dù đó banh ra đó. Bằng 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 bằng
trước nghỉ để có hai con me đang sửa soạn để chuẩn bị đi dạo Sài Gòn, thì tự nhiên thấy có một chiếc mẹt bốn bánh đậu đối diện bên đường, và ở trong xe là một chàng trai đang giải cục Rubik. Thế là hai con me bàn nhau cướp xe để đi chơi một chuyến, mà còn chưa kịp hù nữa thì chàng trai đó đã bỏ củi chạy lấy người luôn rồi. Thấy như vậy, con me thứ nhất liền nói: "À, mà mày đợi tao xíu." Nói xong nó liền bỏ chạy vô nghĩa địa. Một lúc lâu sau nó mới quay trở ra xách theo hai tấm bia mộ. Con me kia mới ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mày xách theo mấy cục bia mộ này làm chi vậy?" "Ủa, chứ mày định đi xe hơi mà không mang theo giấy tờ tùy thân hả?" "Con gái, mày sẽ tới cưới người do má chọn nghe chưa?" "Không, con không ý đâu." "Nhưng mà nó là con trai của Tiết Phúc Mạnh Nhật Dưỡng đó." "Ồ, ok má." "Chào anh, tôi muốn con trai của anh làm đám cưới với con gái của tôi á." "Tôi không đồng ý, nhưng mà con gái tôi là giám đốc điều hành của hãng hàng không Vietnam Airlines đó." "Ok chị." "Chào chủ tịch, hãy làm cho con gái tôi trở thành giám đốc điều hành của hãng hàng không Vietnam Airlines nha." "Tôi không đồng ý, nhưng mà con gái tôi là con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Dưỡng đó." "Ok chị." "Con gái, con có uống trà sữa không?" "Dạ có." "Bao nhiêu lần một ngày?" "Dạ 3 lần một ngày." "Một ly con uống bao nhiêu vậy?" "Dạ 50 ml một ly á mẹ." "Con uống được bao lâu rồi?" "Dạ 15 năm." "Con có biết 3 ly một ngày là 4 triệu rưỡi một tháng và là 54 triệu một năm không?" "Vậy chi ra 15 năm là 800 triệu. Con có biết nếu để dành số tiền đó trong ngân hàng tính luôn tiền lãi đến tận bây giờ là con có thể mua được một chiếc VinFast A2.0 không?" "Vậy mẹ có uống trà sữa không mẹ?" "Không, vậy xe VinFast của mẹ đâu?" "Đố mày một chiếc máy bay chở 501 viên gạch, vô 1 viên ra ngoài, hỏi còn lại bao nhiêu viên?" "Còn 500 viên." "Ok, đố mày tiếp làm sao để bỏ một con voi vào tủ lạnh?" "Không thể bỏ vừa, tại vì nó bự quá." "Không, đầu tiên phải mở cửa ra, bỏ con voi vô và đóng cửa lại." "Rồi, vậy làm sao để bỏ một con hươu cao cổ vào tủ lạnh?" "Mở tủ ra, nhét con hươu cao cổ vào và đóng lại." "Không, phải mở tủ, nhét con voi ra, còn mới nhét con hươu cao cổ vào." "Đố mày tiếp, vua sư tử tổ chức tiệc ở trong rừng, tất cả các loài động vật đều có mặt nhưng trừ một con, đó là con gì?" "Con hươu, tại vì nó còn trong tủ lạnh đó." "Ok, đố mày tiếp nè, một con ngàn bạc có lâu băng qua dòng sông có cá sấu nguy hiểm. Vậy hỏi tại sao bà vẫn qua bờ an toàn?" "Tại bà bước lên miệng con cá sấu." "No, tại vì cá sấu dự tiền của sư tử hết rồi." "Nhưng mà con đàn bà có lâu đó vẫn chết." "Tại sao?" "Bà chết đuối hả?" "Không, bà chết vì bể đầu bởi viên gạch trên máy bay hồi nãy á." Thằng Nhã bế bắp vào một vài người đàn ông đang ngồi ở phòng thay đồ bơi nam. Tự nhiên vô điện thoại reo lên, thằng Nhã bực la ngoài và trả lời: "Alo, alo anh yêu, em nè, anh đang ở hồ bơi hả?" Ờ đúng rồi. "Em đang đi shopping ở shop hàng nhà mọn nè, thấy có cái áo này nhái y chang Gucci luôn. Anh mua cho em nha." "Em không cần phải mua hàng nhái đâu, lại còn hắc mờ nữa chứ. Em đi qua mua liền cái áo Gucci riêu 50 triệu chứ nhiêu." "Thiệt hả, cảm ơn anh nha." "Mà hồi nãy em mới đi ngang xô trong xe, thấy còn VinFaster mới ra, xịn lắm luôn á." "Bao nhiêu á em?" "Hàng Việt Nam chất lượng cao mà giá gần con tỷ hả anh?" "Hàng Việt Nam chất lượng cao là mua liền, không cần suy nghĩ gì hết trơn á." "Ý mà khoan, căn biệt thự buổi em nói với anh đó, giờ nó giảm giá còn có 10 tỷ rưỡi hả?" "Ok, vậy thì mua thôi, mẹ nhớ điều giá xuống còn 10 tỷ nha, cho nó tròn." "Thiệt hả, cảm ơn anh yêu nha, bye bye." "Yes." "Ok, bye bye." Tắt máy xong thì ai cũng nhìn Nhã ngưỡng mộ. Nhã nói: "Ô, mấy ông biết điện thoại này của ai để quên đây không?" "Đù, nhất nát." Bốn người đàn ông đang ngồi ở ngoài phòng sinh sản đợi các bà vợ đẻ mổ. Y tá tiến đến người đàn ông thứ nhất và nói: "Chúc mừng gia đình đã sinh đôi, mẹ chọn con vua ngoại nha." "Trời ơi, trùng hợp vợ tôi đang là quản lý ở nhà hàng Hai Lúa nè." Y tá nói với người thứ hai: "Chúc mừng gia đình đã mổ thành công ca sinh ba, hai gái một trai nha." "Trùng hợp vãi, tôi đang là nhân viên của tập đoàn mì ba miền hải sản á." Y tá tiếp tục nói với thằng chồng thứ ba: "Chúc mừng anh đã trở thành cha của bốn bé trai nha." "Không thể tin là nó trùng hợp đến như vậy luôn á. Tôi đang là quản lý khách sạn nhà hàng bốn mùa ở Đà Lạt nè." Thấy thằng chồng thứ tư khóc ha ha, bổ lộn, hu hu. Y tá liền hỏi: "Anh ơi, anh có sao không vợ?" Thằng chồng thứ tư hít nước mũi rồi nói: "Tôi làm gì cho bị ấp bơ." "Trời ơi, bão tóc mưa sơ." Có ba người đàn ông Việt Nam, Mỹ và Thái đang ngồi nói chuyện với nhau trên một chuyến bay. Sau vài ly rượu, họ nói với nhau về cuộc sống gia đình của mình. Thằng Thái Lan nói: "Kể tụi bay nghe, hồi qua tao ứa ừa với vợ tao tới bốn nháy luôn con. Còn sáng vậy bả làm cho tao nguyên bữa ăn toàn sơn hào hải vị không luôn. Nè, bả còn nói ngưỡng mộ tao lắm nữa chứ." "Trời, bình thường mà. Hôm qua tao với vợ tao bảy nháy ở đây nè. Sáng dậy cái là bả nấu yến tẩm bổ cho tao nguyên buổi luôn. Bả nói chứ không thể yêu thằng nào khác ngoài tao nữa trơn á." Nghe xong thằng Việt Nam vẫn ngồi im lặng thì thằng Mỹ hỏi: "Ủa còn anh sao? Hôm qua được nhiêu nháy?" "Một lần." "Hả? Có một lần thôi hả? Vậy sáng ra vợ nói gì với anh?" "Đừng dừng lại." "Ủa trời ơi, chị ơi,
Chúng ta có thể ăn gián được không chị? Gì vậy bói? Mình đang ăn mà. Em đừng nói mấy chuyện đó đây nữa. Lo ăn đi kìa. Ủa bói, nãy em định hỏi chị gì về con gián hả? Dạ không có gì đâu chị. Hồi nãy á, em thấy con gián trong tô chị mà chị cản nên em im luôn. Em thấy con gián trong tô chị mà chị cản nên em im luôn. Một hôm anh Thông đang trên đường qua nhà thăm em gái thì... Ủa sao em ngồi đây mình buồn vậy nhỉ? Hồi qua lúc em đào một cái hố trong vườn nhà thì phát hiện một cái xác ở dưới, hơi chỏng có mùi tỉ lận. Trời ơi, sao nữa? Em liền chạy vô trong nhà, định báo tin mừng cho chồng em nghe. Thì nhớ ra lý do tại sao mình đi đào hố ngoài vườn. Ủa giời ơi! Một hôm Bắp và Thông đang đi dạo thì tự nhiên có một tờ 500 nằm dưới đất. Giống vậy không có hàm tiền nên cả hai đều chạy lại giành cho bằng được tờ 500. Đây là của tao, tao thấy trước. Em tới lượm lấy chứ nó là của em. Ê, hai đi kia dừng lại, làm gì vậy? Anh Thông nhận tờ 500 của em. Nó xạo á, em thấy tờ này trước. Thôi mời qua đi, bây giờ một trong hai đứa, đứa nào kể được 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thì 500 ngàn thuộc về đó. Thì biến hình rồi... Rồi thôi, em vừa thua rồi á. Ba đồ quỷ thì biến hình nè, độn thổ, ẩn thân, còn lại là 69. Sợ mày trên nhà. Ủa, còn 500 ngàn của em. Sau giờ học trên lớp em thường làm gì vậy? Dạ, em đi mua thuốc lá của bạn Thông ạ. Em thì sao? Dạ, em cũng đi mua thuốc lá của bạn Thông luôn. Còn em thường làm gì sau giờ học? Dạ, em thường về nhà làm bài tập và đọc thêm sách ạ. Wow. Đó mấy em thấy không? Phải nồi gương theo bạn nghe chưa? Mà em tên gì vậy? Dạ thưa cô, em tên Thông. Bà với má con thương ai nhiều hơn? Dạ con thương cả hai người luôn á. Ok, vậy nếu má đi Mỹ còn ba mày đi Úc thì mày sẽ đi đâu? Con sẽ đi Úc. Điều đó đồng nghĩa với việc mày thương ba mày hơn má rồi. Có đâu, đơn giản là tại vì con thích đi Úc thôi. Ok, vậy nếu má đi Úc còn ba mày đi Mỹ thì mày sẽ đi đâu? Con sẽ đi qua Mỹ. Tại sao? Tại vì con vừa mới qua Úc rồi. Anh Thông. Hả? Sao anh nói bé Bắp là thiên thần nhỏ của anh? Thiện sao? Vậy sao em thả nó từ trên sân thượng xuống mà nó không bay? Ghệ đẹp nhất cả khu, ghệ đẹp gót đưa chu, ghệ đẹp mắt ít mù, ghệ đẹp. Có ba người đàn ông nước Mỹ, Pháp và Việt Nam bị đám tàu nên phải sinh tồn trên hoang đảo đến nay đã hơn một năm rồi. Đang sắp tuyệt vọng thì Bụt xuất hiện lên và bảo: Thấy mấy đứa tội quá, bây giờ ông sẽ cho mỗi đứa một điều ước mà chỉ được ước một lần thôi nha. Ok, bắt đầu. Dạ, con ước gì con được trở về Mỹ. Thế là anh thấy được mình đã có mặt ở tượng nữ thần tự do. Pháp cũng vậy, anh ước gì mình được trở về lại với Pháp. Thế là đùng một cái, anh thấy mình đang đứng ở thủ đô Paris luôn nè. Bụt vui mừng vì đã giúp đỡ được người khác. Còn Việt Nam, con ước gì? Việt Nam khóc hu hu và nói: Dạ, con ước gì hai thằng kia quay trở lại đây với con. Thế là cả ba cùng ngồi méo mặt nhìn nhau. Có một anh chàng nọ làm thợ lặn, tuy đã cưới vợ nhưng anh không bao giờ đeo nhẫn cưới khi đi làm cả. Một hôm sau khi đến thăm bố mẹ vợ, anh về nhà gọi vợ ra và tâm sự. Vợ ơi. Hả, sao anh? Anh nghĩ là mẹ không thích anh lắm. Sao anh lại nói vậy? Anh đã giải thích với mẹ là anh không thể đeo nhẫn cưới lúc lặn được, vì bọn cá mập sẽ bị thu hút bởi những thứ lấp lánh, nó sẽ cắn đứt ngón tay của anh. Thế thì sao? Mẹ em hỏi anh sao con không đeo dây chuyền. Có hai thằng bạn chí cốt, Thông và Bắp đang đi tắm biển với nhau. Bắp nó mới nói: Ê, mày thấy tấm bảng kia không? Đâu? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô kìa. Bây giờ tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên xong mày lấy tiền chia nhau ha. Ok. Nói xong thằng Bắp nhảy liền xuống biển. Bơi được một lúc hụt hơi mà chưa thấy bạn cứu, nó mới hét lên: Ê, sao mày không cứu tao? Sắp chết đuối rồi nè ba. Mày ráng đợi thêm xíu đi. Mày không thấy tấm bảng kế bên ghi bất xác người chết được thưởng 500 đô hả? Lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng. Một ngày nọ, tôi giết chết chính em gái của mình vì nó làm phiền tôi. Tôi liền ném cái xác nó xuống giếng. Sáng hôm sau tôi quay lại xem thì cái xác đã biến mất nên tôi đành bỏ đi. 5 năm tiếp theo, vì bị lạm dụng nên tôi giết luôn cậu của mình. Tôi cũng ném xác xuống cái giếng đó. Hôm sau tôi cũng quay lại xem và cũng không thấy xác đâu nữa. 10 năm sau đó, không thể tiếp tục sống chung với thằng anh hai được, tôi lại giết ổng, vẫn ném xác xuống cái giếng, vẫn quay lại xem và vẫn không thấy xác đâu cả. 15 năm kế tiếp, tôi tiếp tục giết dì ba của mình, ném xác xuống giếng. Sáng hôm sau đến xem lại, vẫn không có cái xác nào. 20 năm cứ thế trôi qua. Do không kìm được cảm xúc của mình, tôi lỡ tay đâm luôn cả mẹ. Sợ hãi, tôi liền chạy ra ném xác bà xuống cái giếng cũ. Sáng hôm sau đến kiểm tra lại thì cái xác vẫn chưa biến mất. Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn ở đó.
khóc đang khóc thì tự nhiên có một cô tiên xuất hiện. Cô nói ta sẽ biến tất cả điều ước của con thành hiện thực, nhưng chỉ được một thôi. Vậy thì cô hãy khiến mọi người trong gia đình con biến mất đi, con rất là ghét họ. À ok. Nói xong cô tiên biến mất. Thế là sáng hôm sau cô bé bước xuống dưới nhà. Ừ, em gái, ba và mẹ cô bé vẫn còn ở đó như mọi ngày. Sau khi thấy vậy, cô bé vô cùng hối hận về những gì mình đã ước. Đêm đó cô tiên lại xuất hiện. Sao rồi, giờ con đã hạnh phúc chưa? Cô ơi, cho con xin thu lại điều ước được không cô? Con hối hận lắm. Một khi điều ước đã thành hiện thực thì không thể thu hồi lại được. Thế là cô bé cứ thế mà khóc mãi. Tôi cứ nghĩ rằng là ma có thiệt. Hồi còn nhỏ, tôi thường thấy một cô bé khác mà tôi gọi là chị Hai. Chúng tôi sống chung với nhau và chị ấy lúc nào cũng bận những bộ đồ cũ rích giống tôi vậy á. Nhưng rồi một ngày, ba má tôi trúng số và có rất là nhiều tiền. Thế là gia đình tôi chuyển đi sang căn nhà khác khá giả hơn. Và tôi cũng không còn thấy chị ấy nữa. Họ nói rằng cô gái đó là do tôi tự tưởng tượng ra, vì gia cảnh quá nghèo khó. Thế là 3 năm sau cũng đã trôi qua. Gia đình tôi đang sống rất là hạnh phúc với nhau. Nhưng sao tiền trúng số của ba mẹ tôi sắp hết, mà hình như tôi thấy lại người chị đó trong chính căn nhà của mình. Có cô bé học sinh nọ đang đi thi ngành kiến trúc. Mà cô giáo hỏi câu nào, Nhã cũng không trả lời được hết trơn á. Nghĩ thôi dù sao cũng là học trò của mình, cô đành hỏi nốt câu cuối. À, thế theo em thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn? Nghe vậy Nhã liền ngước đầu lên đếm không thiếu một cái nào. Dạ thưa cô, 4 cái ạ. Cô giáo liền lắc đầu, rút từ trong cặp ra một cái bóng đèn và nói, tiếc quá à, em đếm thiếu rồi. Thôi hẹn gặp em ngày thi lại nha. Đến ngày thi lại cũng trả khá hơn lần trước. Nhã cũng không trả lời được câu nào. Cô lại đành chiếu cố câu hỏi cũ. Thôi được rồi, thế theo em thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn? Lần này Nhã tự tin trả lời, thưa cô, có 5 cái bóng đèn ạ. Cô giáo lại cười, em lại đếm sai rồi. Hôm nay tôi không có mang cái nào lên cả, nên phòng này chỉ có 4 cái thôi. À, nhưng mà em có đem ạ. Tại một gia đình nọ, ông nội 70 tuổi và thằng cháu đích tôn đang ngồi chơi đồ hàng với nhau. Thằng cháu nó mới nói ơi, ok, đồ ăn của bác xong rồi nè. Ờ, ok, của tôi hết nhiêu vậy chủ quán? À, cái tô đó có 10 ngàn à, tôi sẽ không lấy tiền đâu. Ngược lại tôi sẽ cho bác thêm 100 ngàn nữa, nhưng với một điều kiện. Trời ơi, bá đồ quỷ, điều kiện gì tôi cũng chịu hết. Ừ, thiệt không? Thiệt, người lớn ai nói dối nít làm gì? Hay, thì là bác phải về dạy lại con trai của bác đi nha, con trai của bác hay đánh tôi lắm á. Cả lớp tập trung, bây giờ các em hãy nhìn cô và nói xem mình thích điểm nào trên người cô. Rồi cô sẽ cho các em biết lớn lên các em làm nghề gì nha. Ừ, dạ thưa cô, em thích mái tóc của cô lắm luôn á. Đó giờ đi học toàn nhìn tóc của cô không à. Trời, bé Nhã yêu dấu của cô. Lớn lên em sẽ làm nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng nè. À, dạ thưa cô, mắt và môi của cô rất là đẹp luôn á. Cảm ơn bác nha. Sau này em sẽ là nhà make up tài năng lắm luôn đó. Còn Nghĩa, em nói gì đi chứ, đừng có ngại với lớp nè. Thưa cô, em biết nói gì bây giờ đây, em đã hiểu lớn lên em sẽ làm nghề gì rồi. Ồ, ghê dở, vậy em làm nghề gì? Dạ, chắc em sẽ là nhân viên vắt sữa bò ở nông trại á cô. Trời ơi!